Xin chào tất cả các bác nhé, em lại đến từ shop Phạm Huấn đây. Bên em chuyên phân phối các mặt hàng Nhật, Mỹ, Đức. Đó, hàng của em cập bến rất nhiều nha các bác nhá. Đây đầy đủ các mẫu mã này. Đấy. Thiết bị các thiết bị này, đồ điện này, đấy. Đấy. Sau đây em đi giới thiệu chi tiết cho các bác một số sản phẩm bên em đang phân phối. Đây, các bác có nhu cầu mua hàng thì liên hệ với em qua ba số điện thoại trên màn hình. Các bạn Zalo gửi hình ảnh hoặc nhắn tin. Đó, bên em sẽ có nhân viên để gọi điện lại chốt đơn cho các bác nhé. Đấy, đầu tiên hôm nay em giới thiệu cho bác là cái kính lúp này. Đó, kính lúp đấy, dùng cho các bác đã có tuổi này, các bác sử dụng cái này này, hàng made in Japan này. Đó, chuẩn luôn nhá. Rất là to tác, hôm nay em về cái mẫu này mới hơn, to hơn cái mẫu trước nhá. Đó, đấy, các bác về, các bác có mua thuốc thang uống mà nhiều khi những cái chữ nó bé các bác không đọc được thì bác dùng cái kính lúp này cho em. Kính lúp em ký hiệu là con K1, giá 120k, 120k một con kính lúp này nhá. Đó, 120k kính lúp. Đây rồi, dòng em có cả cái dòng máy hàn nhiệt nhá. Máy hàn nhiệt thì em có hai dòng, dòng ống 32 đổ về. Đây, đầy đủ nhá. Các đầu kết nối này. Đấy, cái này sử dụng cho các anh em điện nước này. Đó, giá em bán là 400k nhá. 400k, ống 32 đổ về, ống từ 20 đến 32 này. Đó, các bác dùng điện nước này. Đấy, dùng cái đầu nào thì mình lắp cái này vào, mình cắm điện vào là hàn là xong, hàn nhiệt nhá. Đấy, không phải cưa cắt gì, nó rất mất thời gian mà rất là lâu thì sử dụng con này cho em. Đó, con này là máy hàn nhiệt ống 32. 32 này thì em bán với cái giá là 400k. Đó, 400k là đựng trong hộp sắt này, rất xịn sò, dùng trong cái bác khóa này để tránh rơi mất ốc, rơi mất các đầu nhiệt hàn nhiệt nhá. Rồi em có cả cái dòng đây, ống to hơn là ống 63. Ống 63. 63 này thì em bán đấy, ống này ống 63 nhá. Ống 63 thì em bán với giá là 550k. 550k ống 63 đổ về. Rồi bơm xe 2T này. Đó, bơm xe 2T thì bơm thì em về theo lô, có lô màu đen, màu xanh, màu cam, đấy nó tùy theo lô. Nô nào nó về thì các bác em bốc hàng cho các bác chứ không phải cứ màu nhá. Không đến thì các bác lại bảo lấy màu xanh hay màu cam. Đó, nó về tùy theo lô, các bác lấy hàng nào thì lấy nhá. Made in Japan nhá. Hàng này bơm xe máy, xe đạp, ô tô thoải mái, dòng 2T nhá. Em có gọi dòng 1T. 1T thì em bán là 270, còn 2T này là 350 nhá, có đồng hồ đo nhá. Dây rất là xịn sò này. Đó, dùng xong các bác cho vào trong cốp xe đi lại tiện lợi nhá. Đó. Đấy, bơm xe 2T 350k. Rồi, tiếp theo em giới thiệu cho các bác cái vòng vòi xịt này, xịt hơi này, dùng để sửa xe, rửa xe, sửa cộ này. Hàng Kabushi Japan này, con này 100k nhá, 100k, 100k một cái vòi xịt hơi này. Rồi em có cái dòng ổ điện đúc này, đấy. Đấy. Lõi đồng vàng óng nhá, dòng 3 chân và dòng 5 chân, dòng 3 chân thì có đèn. Còn dòng 5 chân thì không có đèn, giá 50k. Giá 50k mà em này nhá, 3 chân 5 chân. Đấy, cái này chống va đập các bác chiến công trình thoải mái cho em. Rồi em có cái cả cái dòng phích nhá này. Phích này là 25k. Phích này 25k một em nhá. Đó, cũng chống va đập, hàng có đèn báo nhá. Đấy, các bác tha hồ dùng chế cháo này. Đó, 25k một cái em này. Đó. Rồi em có cả cái dòng kìm kẹp mát này. Kẹp mát để cho các anh em hàn xì này. Đó, đấy các bác cho cái dây mát vào đây và các bác nó có lâm chim hít này. Đó, dòng này thì em có dòng 1 chân thì 150k. À, dòng 2 chân là 150k và dòng 1 chân thì là 100k. Đó, dòng 1 chân là 100k nhé các bác nhé. 100k mấy em này. Rồi là bình xịt nhớt này. Bình xịt dầu nhớt này. Giá 50k. Kabushi Japan nhé. 50k một cái bình xịt nhớt này. Rồi em có cả cái dòng bút thông mạch này các bác. Bút thông mạch. Bút thông mạch em bán là 110.000 nhá. Còn bút cảm ứng này. Đấy, để đo dòng điện bị dò dỉ điện này. Bút cảm ứng này. Dòng này là 100k. Đó, bút thông mạch là 110k. Đó. Rồi em có cái dòng bấm móng tay. Đây mà bấm móng tay này của Đức nhá. Dòng 3 cái. Đấy, đao linh của Đức nhá. Đấy, bấm to, bấm nhỏ đầy đủ, đựng trong một cái hộp nhôm rất xịn sò. Giá cái này là 250k. 250k một cái hộp bấm móng tay nhá. 250k một hộp bấm móng tay. Rồi tiếp theo có cái dòng cờ lê đa năng này, 8 đầu này của các bác này. Đó, nó có các đầu này. 14, 16, 10. Đấy, 14, 16, 19, tất cả 8 đầu nhá, xoay đa năng nhá. Đấy, dùng các bác chế cháo sửa chữa rất là ok. Cờ lê đa năng. Hàng của Nhật nhá.
cờ lê đa năng. Cái này giá 150k, 150k một cái cờ lê đa năng. Rồi kính hàn điện tử này, em vẫn đang phân phối và cái hàng này nó rất là, em bán rất là đắt hàng nha các bác nhá. Kính hàn điện tử bảo vệ mắt rất là tốt luôn. Cái này giá 200k các bác đã biết rồi. Đó, đựng trong một cái hộp rất xịn sò, dùng xong thì các bác khóa vào đây. Đó, hôm nọ em đã có những cái video test thử cho các bác rồi. Thì cái kính hàn này thì em đã test thử rồi, thì hôm nay em chỉ giới thiệu qua là hàng này em lúc nào cũng có để phục vụ các bác nhá. 200k cái kính hàn điện tử nhá, 200k kính hàn điện tử này. Rồi tiếp là khò ga này. Em có khò ga Kabushi nhá. Đó, hai cái dòng này, dòng bé thì là 100k, dòng to thì 150k, hai cái dòng này đều tự đánh lửa được nhá các bác nhá. Đấy, các bác vào cho cái khò nhỏ 100k, khò to 150k và cái khò ga đồng 160k. Cái này thì siêu bền luôn, đúc đồng nguyên khối giá 160k. Nhưng cái dòng này thì nó dùng, ưu điểm của nó là dùng rất là bền, nhưng mỗi tội là không tự đánh lửa. Cái này các bác phải mồi lửa nha các bác nhá. Đấy, con dòng này các bác phải mồi lửa 160k. Đó. Rồi em có cái dòng khóa này, khóa dây này, các bác có khóa xe rồi khóa cổng các thứ đầy thoải mái nhá, khóa số nhá. Đấy, mình chỉ cần nhớ mật khẩu thôi, không phải mang chìa, mang trước thì nhiều khi chìa mà chẳng may mà đánh rơi thì nó lại mất chìa. Mất chìa thì không tìm thấy chìa thì phải phá khóa, nhưng cái này thì nó có mật khẩu rồi. Đấy, tất cả những cái dòng khóa này chúng em đã để mật khẩu là ở con số 0. Đấy, tất cả là để số 0 nhá các bác nhá. Đấy, đầu tiên các bác mua về là nó ở số 0 hết này. Các bác muốn mở ra đấy, số 0 nó sẽ mở. Sau đó các bác sẽ cài đặt mã số tùy theo của mình, nhưng các bác nhớ mã nhá để khóa nhá. Cái này là khóa dây, khóa số 100k. 100k, 100k một em khóa số này nhá. Khóa số. Đó, thì cùng với dòng khóa thì em có cái dòng khóa là khóa chữ U. Khóa U cũng là khóa số luôn. Cái này các bác dùng để khóa cửa nhá, khóa cửa thoải mái nhá. Khóa cửa thoải mái luôn. Đó, con này 120k, khóa số chữ U 120k, nó có màu đen đỏ nha các bác nhá. Đó, hai màu đen đỏ khóa số. Cái này chuyên để khóa cửa này các bác này, khóa cửa nhá. 120k cái con khóa số này. 120k. Rồi em có cái kìm cắt ống nước của Kabushi Japan này. Đó, cái này là ống 42 trở về này, giá 150k. Còn cái này là giá ống 63. Ống 63 trở về là giá 250k. Đấy, các bác có cái này cắt ống nước thì đơn giản nhạt tuyệt như không nhá. Đó, ống 42 150k, còn ống 63 là 250k nhá. 250k một em cắt ống nhá. Đây, rồi em có cái dòng kéo cắt cành này. Kéo cắt cành em lấy cái này em ký hiệu là con D4. Con D4 giá 150k, made in Japan này. Đó, kéo cắt cành SK5 nhá. Cái này là 150k, ký hiệu là con D4. Đấy, rồi em có cả cái kéo cắt cành đúc nguyên khối này. Đúc nguyên khối nhá, 230k, made in Japan, 230k. Đó. Rồi là em có cái kéo tỉa cành này, tỉa dăm này. Đấy, các bác muốn sử dụng để tỉa cành, tỉa dăm, tỉa lá đấy, đầu xuân cây cối nó ra lộc thì các bác cắt tỉa vợ đi. Đó, con kéo tỉa này giá 160k nhá. 160k mà em kéo tỉa này. Rồi em có cái dòng búa 1 ký này. Búa 1 ký Kabushi này. Đó, cái này búa đóng đinh thân liền này, hàng đúc này, 2LB này. Quá chuẩn luôn nhá. Con này 140k các bác nhá. 140k mà em búa nặng 1 cân này nhá. Búa đóng đinh nặng 1 cân, đúc nguyên khối nhá. Đó, cái này là 140k nhá. 140k. Em ký hiệu là con búa này búa BD3. Còn búa BD1 là búa nhổ đinh. Cái loại ngắn nhất. Ngắn nhất đây. Đây, con này là búa BD1 100k này. Búa BD1 100k. 100k con búa BD1. Em còn con búa BD2. Đấy, dài hơn, nhổ đinh là 120k. Đó. Rồi em có cả cái dòng gen con nhiệt này các bác ạ. Gen con nhiệt 130k một hộp nhá, gồm hơn 500 đầu to nhỏ lẫn lộn. Đấy, tùy theo nhu cầu sử dụng của các bác. Cái này các bác muốn nối dây điện thì các bác đút cái gen co này vào và hơn nữa mà nó co vào luôn. Đó, 130k một hộp gen con nhiệt hơn 500 đầu này nhá các bác nhá, xanh đỏ tím vàng đầy đủ nhá. Đó, rồi em có cả cái bình giữ nhiệt này, bình giữ nhiệt của Nhật này. Đấy, 260ml cái này các bác đựng cháo, đựng sữa cho con mang đi học rất tiện lợi nhỏ gọn nhá. Cái này có thể nấu cháo được luôn nhá các bác nhá. Đấy, giữ nhiệt rất cao nhá. Nếu mà các bác ủ thì nó nóng từ 6 đến 8 tiếng nhá, lạnh cũng thế nhá, đá thì khoảng nửa ngày mới tan được đá nhá. Đó, con này em bán giá là 110k. Giá 110k nha các bác nhá, 110k. Đây,
Tụi em có cái dòng kính lúp thì em vẫn bán cái dòng kính lúp này, nhưng cái kính lúp này nó nhỏ hơn này. Đó, con này em bán là 100k. 100k cái con kính lúp nhỏ này. Đấy, 100k mỗi em kính lúp nhỏ nhá con nhá, 100k. 100k một cái em kính lúp nhỏ này nhá. Đấy. Rồi em có cái dòng thước kẹp gem điện tử này. 150k bán xả kho giá sốc cho các bác 130k. Đó, để các bác đo những cái thiết bị nó nhỏ này, cần độ chính xác cao thì dùng con thước kẹp gem điện tử này, có kèm pin này. Kèm pin đi nha các bác nhá. Đó. Con này một giá là 130k. Đó, 130k nha các bác nhá. Đó, cái hàng này nó là hàng thước này nó là thước nhựa nhá, chứ không phải là hợp kim nhá. Để tránh trường hợp các bác nhầm lẫn, các bác kiểu hợp kim xong đến thì các bác bảo là không hợp kim không lấy thì mất khổ thân em ra. Không, em đóng hàng hết thôi nhá. Rồi, em có cả cái dòng cưa lách này. Cưa lách của Nhật này. Đó, lưỡi cưa rất dày nhá, cưa thì siêu sắc luôn, rất là nhẹ, cầm rất nhẹ tay. Cắt nó không bị mỏi tay, giá 250k. 250k mà em cưa lách này. Đó. Rồi em có cả cái dòng cưa này. Cưa 35, cưa 30cm này. Đó, của Nhật nhá, đựng trong hộp rất xịn sò. Con này 420k. Đấy, và con dòng con 27cm. 27cm là 390k nhá, 390k. Đó. Rồi là em có cái dòng cào xẻng này. Cào xẻng làm vườn này. Cào xẻng làm vườn nhá. Đấy, cái này dùng để trồng cây, cái này xới đất, nhặt cỏ. Đó, tất cả là nghìn lốc, nguyên khối nhá. Hàng của Nhật nhá các bác nhá. Đấy, cái này là chọn bộ là 220k một bộ, 110.000 một cái, tùy theo nhu cầu sử dụng của các bác. Các bác dùng loại nào thì các bác báo em, cho cào hoặc xẻng em bán rời nhá. Cái này không cứ theo bộ nha các bác nhá. 110.000 một cái nhá, 110.000 một cái cào xẻng trồng cây nhá. Đấy, rồi con dòng tai nghe áp 9 này. Tai nghe áp 9, tai nghe Bluetooth không dây nhá. Đấy, phục vụ cho các bác thích nghe nhạc không cần dây nó rắc rối này. Đó, 160k một tai nghe áp 9. Rồi. Tiếp rồi em có cái bộ cờ lê K7, em ký hiệu là con K7, giá là 450k. 450k một bộ cờ lê ạ, K7 này nhá. Gồm 7 chi tiết, 7 cờ lê nhá. Theo size là 8, 10, 12, 13, 14, 17 và 19 mini nhá. Đó, Kabushi nhá, thương hiệu Kabushi, dùng rất là ok luôn. Các bác sửa chữa xe máy, xe ô tô thì dùng con này cho em. Đó, 7 chi tiết nhá, K7, 450k. 450k rồi em có cái dòng vợt mũi thông minh này. Đó, vợt mũi thông minh. Vợt mũi thông minh nhá các bác nhá. Vợt mũi thông minh. Đây, cái dòng vợt mũi thông minh nhá các bác ơi. Đó, con này là dòng thế hệ mới 200k. Đấy, made in Japan này. Đó, khi các bác đẩy như này thì là các bác thứ nhất là buổi tối thì dùng để làm đèn ngủ này, và cái này nó sẽ bắt muỗi này, cái ánh điện này nó sẽ bắt muỗi này, đó nó thu muỗi này, thu muỗi nha các bác nhá, thu muỗi các bác, thu muỗi nha các bác nhá, đó con này sẽ thu muỗi này, đó đây, và đi kèm là một cái dây này, các bác kết nối với cái củ nguồn điện thoại nhà mình nhá. Con này là 200k vật muỗi thông minh này, đó 200k có đế sạc nhá, đế để sạc nhá, rất ngon lành cành đào luôn. Rất ngon lành cành đào nhé các bác nhé, 200k. Rồi tiếp theo em có cái dòng liếp mài dao kim cương này. Liếp mài dao kim cương. Đấy, các bác chỉ cần gại qua dao qua đây là đã là sắc bén này, nhỏ gọn dễ cầm này, dùng cho gia đình này. Giá là 170k một liếp mài dao kim cương nhá. Đấy, dùng xong các bác có móc treo này nên rất là hợp vệ sinh sạch sẽ này. Đó. Rồi em có cái dòng kim ép tỏi này. Đấy, cái này của Nhật nhá các bác nhá. Của Nhật nhá. Của Nhật cái này nhá, giá 200k. 200k một cái ép tỏi thông minh này. Đó, cho tỏi, ớt, hành các thứ vào đây ép rất là ngon lành. Đấy, rồi 100.000 một cái mũi vỉ mũi khoan này. Mũi khoan 6, 8, 10, 12. Đó, 6, 8, 10, 12, 5 mũi tất cả nhá. Mũi khoan bê tông. Cái này là mũi khoan bê tông nhá các bác nhá, mũi khoan bê tông. 100k một vỉ. Rồi em có cái kìm bấm cốt này, hay là gọi là kìm đa năng. Vừa bấm cốt rồi là vừa cắt dây điện luôn nhá, theo inch này. Đó, theo inch này các bác nhá, inch. Đó, rất là tiện lợi luôn. Giá là 200k, 200k hàng Kabushi của Japan nhé, 200k, 200k. Em cái kìm này thì em có hai mẫu. Đấy, mẫu đầu nhọn và mẫu đầu bằng nhá, mẫu nhọn và mẫu bằng, tùy theo nhu cầu sử dụng của các bác. Bác thích lấy nhọn thì lấy, lấy bằng thì lấy nhá. Rồi tiếp theo là cái mỏ hàn thiếc này, mỏ hàn thiếc 80W, giá 150k. 80W 150k. Rồi có mũi khoan tháp này các bác này, mũi khoan tháp.
mũi khoan tháp có hai dòng đó, dòng từ 4 đến 22 thì giá 100k, còn 4 đến 32 170k nhé, 170k. Rồi cái bộ vít 48 chi tiết này, vít 24 chi tiết và vít 48 chi tiết đó, 24 chi tiết này, tất cả được đựng trong cái hộp nhôm xịn sò này. Đấy, dùng để chế cháo, các bác sửa chữa những cái thiết bị nhỏ, điện thoại các thứ hay là đồng hồ thì dùng con này cho em. 24 chi tiết này, con này giá là 160k nhá. Còn bộ 48 thì nó thêm một mặt nữa đằng sau, là tức là thêm nhân đôi lên, giá thì nó có 200k thôi đó, giá 200k nha các bác nhá, 200k. Rồi cái dòng sạc pin đa năng này, sạc pin đa năng, sạc pin tích điện, cái hàng này thì hàng của Việt Nam nhé các bác nhá. Đấy, hàng Việt Nam xuất Nhật nhá. Cái này giá là 180k, em bán xuống hôm nay giảm giá xuống còn 160k, 160k một cái dòng sạc pin tích điện của Nhật nhá. Đấy, hàng Việt Nam nhưng mà xuất Nhật các bác nhá, hàng Việt Nam xuất Nhật. Rồi là cái dòng ổ cắm USB có điện ngủ này. Đấy, các bác bật công tắc lên lên có điện ngủ này, rồi cắm ổ USB. Đó, đây cái này em bán 100.000, còn cái dây sạc này, dây sạc ba đa năng 3 đầu này. Cái này 90k, các bác mua chọn bộ như này 180k nhá. Các bác mua chọn bộ này 180k. 180k cái bộ này, 180k. Rồi thìa của Đức này, thìa Winning của Đức này, 5 món này, rất là sáng bóng nhá. Cái này đang bán 130k xuống 110k, 110k nhé con nhá, 110k. Ừ, tắt máy tính, tất cả máy in. Rồi tiếp theo em có cái dòng kìm chết này, kìm chết tay nhựa này, kìm chết tay nhựa. Cái này giá là 150k nhá, 150k cái kìm chết tay nhựa này nhá các bác nhá. Đó, 150k một cái kìm chết này, 150k một cái kìm chết này. Đó, 150k. Rồi là kìm cộng lực này, kìm cộng lực 130k, kìm cộng lực 130k. Rồi em có con dao, dao chặt này, C1 này, 380k của Global. Đấy, tất cả là cái này nó là theo cái bộ đấy các bạn, bộ đấy. Đấy, con này là 380k nhá. Đấy, cán liền chuôi này dùng rất sạch sẽ này, tay có nhám này. Đấy, dùng rất là chống trơn trượt mà rất là sạch, con này rất chặt thì rất là đầm luôn. Đó, con này 380k. Rồi con dao thái S3 này, S3 này nhá. Con S3 này giá là 220k nhá, 220k, 220k con S3 này nhá, 220k con S3. Thì con dao thái nha các bác nhá, con dao thái. Rồi em một cái kéo cắt cành nhá, kéo cắt cành gỗ của Nhật này. Đó, hàng đúc liền chuôi nhưng mà tay gỗ này, tay gỗ này. Đấy, giá con này là 250 nhá, 250 mà em kéo cắt cành nhá. Rồi cái kìm mở phe, kìm mở phe 100k. Đó, kìm mở phe 100k. 100k. Rồi đèn sông tinh dầu này. Đó, đợt này rất, cái này rất là thiết thực nha các bác nhá. Đó, chống Covid rồi cho nhà cửa khô ráo nha các bác nhá. Đó, ok chưa ạ? Con này là giá 150k, 150k tặng kèm một lọ tinh dầu nhá, một dây kết nối với củ nguồn điện thoại nhá. Rồi máy xay này, máy xay tỏi ớt này. Đấy, máy xay tỏi ớt nhá. Đấy, máy xay tỏi ớt này. Đó, máy xay tỏi ớt nhá. Đấy, có ít thì mình bỏ đây xay, nó rất sạch sẽ và rất là ngon lành luôn nhá các bác nhá. Máy xay tỏi ớt nhá. Rồi, tiếp theo có cái bình nhiệt này, bình nhiệt túi vải này. Đấy, các bác dùng để đi làm hoặc là đi thể dục thể thao này, đeo vào xe, xách vào tay rất là tiện. Một con này là 1 lít nước nhá, 1 lít nước này, nó có kèm theo vòi uống bằng inox nhá. Đó, cái này inox nhá, 180k một cái bình vải túi nhiệt này, bình nhiệt túi vải này. Rồi giờ em có cái kính hàn này, kính hàn của Kabushi của Nhật này. Đó, các bác dùng để hàn xì này. Con kính hàn này 160.000, con K1 này. Con kính hàn to hơn, con kìm hàn to hơn là con K2, giá 180k nhá. Đó, hàng rất là xịn sò, tay nhựa này dùng rất là ok luôn. Rồi em kéo cắt tôn này. Đó, kéo cắt tôn nhá, giá 200k. Đấy, lưỡi check 45 độ nhá. Để cắt tôn này, tôn múi, tôn phẳng được hết nhá, không phải luồn lách nhá. Đó, 200k mà em kéo cắt tôn. 200k mà em kéo cắt tôn. Rồi em có cái bộ vít đóng 7 chi tiết này. Đó, 200k. 7 chi tiết tất cả, vít đóng 7 chi tiết nhá. 200k. Đó, 200k. Rồi tiếp theo là cái dòng đèn đeo đầu 3 bóng này,
Đèn đeo đầu ba bóng này. Đó, ba chế độ nha, sáng bóng luôn, đùng rất là xịn sò luôn. Cái này pin rời nha, pin rời. Pin rời cho các bác nắp này. Cái pin này không có thể thay thế, mua thay thế này. Đây, pin rời hai củ pin tất cả nha. Sạc và sạc điện nha. Cái này pin này là pin tích điện, mình sạc điện nha các bác nhá. 200k đèn pin D4. 200k đèn pin D4 nhá, 200k. Rồi em có cái bộ kéo cắt tóc này. Kéo tóc này. Kéo tóc gồm một kéo cắt và một kéo tỉa nhá, đựng trong bao da rất xịn sò. Đó, em bán giá là 230k, 230k một em kéo tóc đấy. Không cần ra thợ, mình ở nhà mình có thể sử dụng được luôn. 250k bán 230k. Bộ kéo tóc này. Đó, một kéo tóc nha các bác nhá. Kéo tóc 230k. Đấy, rồi là em có cái dòng dao chặt này. Dao chặt này. Dao này thì em vẫn đang bán và vẫn bán và tiếp tục bán vì hàng của nó là quá chất lượng luôn. Con này là con ký hiệu là con C2. Con này nặng gần 6 lạng, 350k, 350k con C2. Rồi con này có gọi là xịn sò này, các bác muốn chặt này. Con này là 1 ký nhá, 1 cân con này. Ký hiệu là con C3, C4. Con này là con C5. Nặng 1 cân luôn nha các bác nhá. Giá 400k, 400k con dao này luôn. Các bác chặt thì thôi rồi, chặt gà xương trâu xương bò thì thôi rồi nhá. 400k con dao C5 này nhá, C5 400k. Rồi cái bộ điều khiển từ xa. Bộ điều khiển từ xa hàng cắm trực tiếp này, em đã có video test rồi. Đấy. Cái này cắm trực tiếp các thiết bị vào đây, có bộ điều khiển này. Điều khiển được cách xa 1000m tức là 1 km, giá 295k, 295k. Và cái bộ đấu nối này cũng như thế thôi. Nhưng mà khác cái chỗ đấu nối bên kia là cắm trực tiếp, cái này 230k, 230k một cái bộ cắm trực tiếp này nhá. 230k. Rồi cái bộ tỉa lông mũi của Made in Camely này. Cái này giá 100k, 100k bộ tỉa lông mũi, 100k cái bộ tỉa lông mũi này của Đức nhá. 100k. Rồi bộ bấm móng tay M1 này. Rất nhiều các chi tiết này, bấm to, bấm nhỏ, kìm nhặt ra rồi kéo tỉa lông mũi rồi là kìm rũa rồi nhíp nhá. Cái này 130k, 130k một bộ này nhá, 130k. 130k cái bộ này nhá. 130k. Rồi đồng hồ đo nhiệt kế này. Đồng hồ đo nhiệt kế này, đo nhiệt độ này. Đấy, Made in Japan này. Cái này 130k, 130k một đồng hồ đo nhiệt kế này. 130k. Rồi em có các bộ khẩu này. Đó. Bộ khẩu này 2 4 6 8 10. Bộ khẩu 12 chi tiết nhá. Cái này 12 chi tiết giá 320k. Đấy, gồm đầu nối này, một cái tay để vặn này. Đó, cái này là 320k, dùng xong các bác có thể treo lên này. Đó, dùng xong các bác treo lên nhá. Con này 320k. Con này cũng đầu khẩu bé hơn này. Đó, con này 200k, 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 bộ đầu khẩu ký hiệu là con B4 nhá. 200k. 200k. Rồi em có cái dòng thừa dao cắt kéo cắt cành cao cấp, ký hiệu là con A11, giá 280k, hàng của Nhật nhá, đựng trong hộp rất là xịn sò. Con này là hàng cao cấp. Có bác cắt thì thôi rồi luôn, cắt cành cắt kiếp thoải mái ok luôn. Thoải mái ok luôn nhá các bác nhá. Đó. Hàng thì em còn rất nhiều. Đấy, nhưng hôm nay em thời gian nó có hạn, em chỉ quay một số cái sản phẩm bên em đang phân phối và tiếp tục phân phối cho các bác để các bác sử dụng nhá. Hàng thì hàng chuẩn Nhật Mỹ Đức luôn. Đó, các bác mua hàng được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, chuẩn hàng thì nhận hàng, không đúng hàng thì cho về nhá. Đấy, các bác có nhu cầu mua hàng thì liên hệ với em qua 3 số điện thoại trên màn hình nhá. Đấy, các bác đã gọi điện thì đừng nhắn tin, mà đã nhắn tin thì đừng gọi điện để tránh cái trường hợp lên đơn nhiều lần nhá. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.